Wow, lại gặp cái cây to quá các bạn ơi. Đình ông Nguyễn các bạn nha. Rồi mình vô trong thôi nào. À, Nguyễn Trung Trực. Oh my god, cái cây. Lần đầu tiên thấy. Đằng kia có cái gốc cây cỡ 7-8 người ôm mới giáp đó các bạn nha. Ở đây có một cái gốc nữa nè. Quá to luôn. Ai à. Đất lành chim đậu đình ông Nguyễn Trung Trực. Vị anh hùng dân tộc các bạn nha, anh hùng lịch sử. Có công rất là lớn đối với đất nước tổ quốc đó. Wow, ở ngay đình của ông có nhiều thầy cô làm thuốc nam các bạn, rất là nhiều luôn ha. Mấy cái lượng thuốc nam như thế này thì không biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu là cây thảo dược luôn. Rồi, bây giờ mình vào trong đình mình chụp vài ảnh thôi. À, các cô chú ở đây sưu tầm mấy cái thuốc nam rất là nhiều ạ. Ở đây là nơi đây là đình Nguyễn Trung Trực. Một vị anh hùng lớn của dân tộc Việt Nam. Con không ngờ là cái cây ở đây nó lại to như vậy, quá lớn luôn.